Xin chào tất cả mọi người nha. Quay trở lại với kênh YouTube của Tám Trường Vlog. Bữa nay mình có thằng em đi mới đi bắn đi săn về nè ơi. Chứ mình qua để mình làm một cái clip siêu to khổng lồ cho anh em xem. Và nó bắn được cái con gì đây. Anh em nhớ theo dõi hết video mình coi nó làm như thế nào, làm cái món gì đây nha anh em. Nhiều hết nha. Dạ chục con luôn hả? Làm dữ vậy ta. Bẹp. Bò. Ú, quá trời ta. Rồi quá trời anh em ơi. Nghiệp khu cò quá trớn luôn rồi. Con này là sai màu nữa rồi. Rồi, nhổ lông. Thầy làm món gì đây? Du ti nữa hả? Nướng. Nướng y đi. Nướng y phải không? Ốp nướng hả? Đang giữa gì đây? Máy móc rồi nha. Nay này qua ngày thôi. Sửa máy luôn hả gì Nhật? Thôi vậy rồi, nó sửa máy kia nó quá tấn anh em ơi. Kia nó vô lãi giùm mình nè. Hai ba cái luôn. Quá trớn rồi. Nó lồng lồng ống. Nó lồng lồng lồng. Đang nướng rồi em ơi. Đang lên vàng than rồi. Vàng nghế hết rồi. Chắc nướng tới 5 giờ chín rồi. Giờ 4 rưỡi còn nữa. Đổ đâu? Để nóng nè. Nóng gì rồi. Nó đổ trở, cố bóc, bóc luôn à. Mở con cò mổ hả gì ạ? Tao mổ con cò ấy ra mày ơi. Bự quá mày không mổ ra mấy người sao. Đang miếng cho nó chín rồi kìa. Mắc hình mới rồi hả? Mắc hình mới rồi hả?
quá cứng. Cháy tre hết rồi. Rút lên rút từ từ rút mới ngon, mỉ hát quá đâu có ngon đâu. Nhậu đi. Màu ngon. Tôi có mồi, anh em có bia. Màu bén anh em ơi, màu bén, bén. Tại là làm thêm cước nữa. À, lộn mấy máy mày đầy luôn giờ. Ngồi đó mày lái xin đi. Cho một hai con. Nào anh. Bên. Màu đã nướng xong rồi đây. Rau sống rồi. Chim. Chim sấu ngày xưa nữa nè. Từ này chấm nước chanh này thế nào chỗ nấu nữa. Đồ ăn phải uống nữa không bác? Ủa chứ. Ăn không có được hả? Được, không chết à. Chết. Chết ngoài. Chết. Rồi mình thử cái đùi coi, con cò coi sao ra sao. Vậy đó nè. Giống cái thằng YouTube của mày đó quá. Đó. Mời em nha. Rồi vô. Ừ. Được rồi. Ừ. Quá tuyệt vời. Ngon quá. Thứ nào chưa nói hả? Mời anh em à, ăn cho vui nha. Rồi. Đó. Này khỏi chén chị ha. Ăn bóc mẹ. Dân rừng mà ăn bóc hút đi cho nó ngon. Sống của quân rừng. Ấm tới 1 triệu luôn, ngon quá. Chung chung đổ hả? Lấy nào chuyên nhật, lấy nào quẩn. Lấy đâu hả? Ở đó đi. Bỏ cái ẩm bình nó cắn để cái chung. Thôi. Má hôm lãng báo tôi. Có 4 thằng mà ngồi làm ngồi 3 thằng bia. Đậu cũng đẩy mẹ đi hết nổi luôn. Thằng bạn nó mới về tân con năm nè. Ừ, rau nè màu vậy anh em ơi. Thứ này thứ nào chịu nổi nữa. Dĩa màu cái này. Cái này mình quán thôi. Tiền nào trả cho nổi. Trước khi ăn mời tất cả anh em dùng với cúc nướng với anh em mình nha. Chim, uống chim cái này, cu. Uống cái này mình miếng rượu cho vui. Cúc ăn, là, ăn, là, không, là, ăn mà không uống này là xin bụng chết á. Thôi, mời hết anh em nha. Ờ, ngon. Quốc Tinh Ninh mời anh em nha. Anh em thấy vui thì nhớ cho ông Quốc cái Ninh một like nha. Thôi công nó đi bắn này cho nó ăn cái cánh với cái đầu đi. Giò rồi, mình ăn ít rồi. Hôm em cùng chung chí hướng nâng ly với mình nha. Trời, tôi xấu xấu rồi, tôi ăn cái giò rồi. Rồi, quả nó dài nó ngon. Mời tất cả mọi người nha. Rồi, thứ này mà kẹt nó cà chua. Đây. Vô. Thôi còn gì bằng chuyện à. Má vậy tuy không bắt máy không bắt máy mẹ mê lắm hai thằng mẹ em đi rượu nha trước mắt quê hương mình linh. Lên quá thật. Nếu mày ăn là mày chọc kẹo ra là báo không bao giờ chữ mày á quá rồi. Chính nhân được bộ ấm ra lần trước của nhờ. Xem kìa có vẻ anh rất vui khi đã bắt chúng. Sau vô số lần bắt chúng. Sau đó thì anh thử anh thử thôi. Rồi nặng tranh lên. Cái bữa tôi cũng bé rồi ăn đã lắm. Ôi giời sao không bốc tay mà ăn. Nó dê lắm. Bọn bà già hả? Đá là bọn luôn. Đó. Ăn cái chua ngon. Cái đó là còn. Từ hồi trưa hôm qua tới giờ anh có ăn gì đâu. Ăn xong thì chặt cái dừa rồi uống. Thôi thì chúc anh có nhiều sức khỏe và gặp được may mắn. Để còn nhanh chóng được trở về nhà. Ừ, thứ này em kẹp vô rồi, thứ nào chịu nổi anh em ơi. Bữa nay được, bây giờ mình kia là 2 tập. Bữa nay chúng mình một số hả? Thở bít đâu.
Ủa cái bà đó vô hả? Ừ. Bà mối á. Anh tạo xong. Ở đây ha. Để lại luôn ấy. Ừ. Ông kẹp luôn rồi. Chú chát. Mày ăn cái lòng bò cho có chú chát rồi. Lấy cái liều quá. Sao mày ăn? Vớt ra nó đậu ra ba lòng bò vô giống á. Cái rửa rửa là cái gì? Thử rửa. Xong đó là nó chấm sẵn rồi mình khỏi chấm. Đồ mẹ. Nãy mày đang quá. Nãy con Quốc đang nói chuyện điện thoại nè. Nghe qua vậy mà cúp máy vậy. Sao sao cúp được? Quay hoài chứ. Quay hoài cúp gì? Tại mình bấm nó. Để chứ làm sao không đứng. Quay hết thời gian đó. Hết thời gian nó đứng. Mình hiện bên đây đi quá rồi, chỗ nào có chỗ kiến thì là nhoi hết giờ. Ngồi hay lắm. Không còn. Ừ. Không rồi chứ nóng nóng. Con này luôn quá ơi. Nè. Hai con đi. Mình con lấy đây nè. Cầm cái con bịp lên được quá ơi. Bây giờ chẳng có thấy luôn rồi. Rồi con này nướng về ăn chứ sao đây. Cũng dân không biết ăn thiệt nữa coi. Rồi để ta xé đùi ăn trước cho của mình cho quá ăn. Ăn hai đùi thôi còn với mình quá. Đây nè ông nội ơi. Kỹ vô mà thiệt. Nè. Đẹp không? Nó nhận đây nè. Lấy cái ức ra. Nè. Thấy không? Đúng, ăn phải chỉ nữa. Thì nào tôi ăn cái thứ này. Đó, nè, nè cái. Vậy hả? Ừ. Thì còn cái ruột nó tự nó riêng hả? Nó có vô chung. Cái nào nắng nóng nóng thì còn cái nào ngủ ngủ mình đem mình không là mình nắng nóng. Lát không lại tự than nó tới tối không cũng còn nữa. Ừ, con này nhuyễn vàng khô luôn. Nè, ví dụ như vậy phải không? Anh ăn tới vậy phải không? Đó khúc đó dục phải không? Không, cái lá anh gặm đây nè. Nè, không thể, cháy cháy nè. 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 Anh nắm tử lên nè. Anh gần thang này vậy không? Nè, thấy không? Là thịt còn riêng nè. Thằng kiểu buông gần tụi bay cái ăn quen ta đâu biết đâu. Cái gì mà để là nướng ăn. Nướng tui, nướng mọi luôn. Đó. Đụng mẹ rồi lắm. Cứ rồi mới gì đâu. Cái gì bạn khô quá, hết nước luôn quá rồi. Khô quá không? Nó khô quá rồi. Tại sao không chính? Bậy. Đụng đẩy gì cái phí đồng hồ. Thế này quá gấp ra chứ tao nó chờ mày về tao mới gấp luôn á. Mới về dục luôn. Khô quá rồi. Khô thiệt, giờ khô thiệt, hết nước luôn rồi. Từ nào tao có mày nghe tao biết. Mày phải thật khẽ ốp đồng hoàng. Ngày. Mổ là ốp. Không biết rồi, tôi chở không đi theo. Nó quỳ đã. Hai thằng vẫn nó khỏe hơn, còn chạy lượm nó đỡ. Ừ, chứ đi mình vô bắn lượm mệt lắm. Đi núi rồi. Chạy lượm với thằng chạy xe theo cũng được. Nhưng khi nó dí theo con chim mình đây chạy xe theo. Đi người ta đi hai ba người, ông đông nó mới vui chứ còn. Đủ mẹ thằng bắn thằng lượm. Trời đủ còn cái mề. Mề gì? Trời ơi con chút ép bỏ không cố ơi. Cái mề con bị bẹp đồ lấy. Quên. Vậy cái xé ra nhà đó. Ức thì banh ức ra. Trời ơi. Nói gì nữa hay ơi. Nói gì hay ơi. Quá trớn anh em ơi. Vô. Vô đồ luôn đi chứ. Tao ăn cà chua với dưa leo mới ăn đó. Ừ. Cà chua dưa leo đi. Nha. Cái con bịp lên tao mất bụng rồi tao ăn à. Thôi mày đứng đầu chỗ nội anh em ơi. Đâu phải mổ gì là nướng cho nó chín không? Ừ, bảo giang ngon rồi. Ngon lành không? Ừ. Bấm cho bảo giang đảo quá à. Phải được nữa mới ớt gì này mà chua chua nữa còn gì bằng nữa. Tao luôn nè. Ừ. Để tao ăn cái mày đưa quá. Đó nữa nè, không đợi nữa đó. Đủ mấy con mèo ăn không được với nó. Con mèo là chụp đầu mèo giật liền. Yeah. Ừ. Đâu dám lại nó, nằm đó không dám lại mấy bữa dám lại này đâu dám. Chụp mèo đâu giật cái bụp đường. Nó nhỏ hổng quen lạc mày.
bị đòn bây giờ ở đó. Mẹ tao nữa hả? Đúng lắm. Đấy, sao thành chai. Hả? Ừ. Chúng giật cầu nó quá. Uống má mèo ba giật bực. Mày không tin mày lẹm cho mèo cái đi. Đủ lợi giết mèo chặt cờ cờ đi. Nó giật mấy lần rồi tao thấy giật mấy lần. Mèo không tán. Tự con mèo quýnh nó luôn, ôm cắn nó luôn rồi nó cắn chạy luôn à. Không có nhả. Chứ mày nghĩ sao mèo già hắn nói bộ. Anh còn anh lá anh điện nó chưa xích đâu đó. Đụng má. Dạ là nó giật. Dạ dí liền. Còn bàn đổ máy là. Đón lộn rồi quánh bên máy là. Mèo thấy con mèo già còn lạnh nó mà đứng với con mèo này. Mày nói mày trắng của mày hả? Ừ. Không có mày không phải. Vẫn nó vàng không này, con này trắng. Nó biến màu vàng. Mấy này giờ dắt đi săn vô hình luôn. Giờ bắt đầu tập nó đâu đi dân là vừa luôn. Mà là phải có một con chó săn mày vẫn mới dẫn nó đi được. Đó, đụ má ho hả? Mày đóng đi. Dí đụ mấy chùm mắt. Mày bỏ trên đất nè. Con mèo ôm nó cắn, nó ôm mèo cũng cắn luôn. Nó không thả luôn. Anh cường cấp hú. Vô. Để nãy giờ đi. Ông tắt không có quay đâu à. Tạ. Để ngay dĩ mồi thử. Cái gì? Dĩ mồi phải có nó không cọp nữa không? Đó. Nó không cọp đem về nè. Cái này nó tạo ra cái này anh em ơi. Nó không cập. Con này bắn má. Từ từ. Dưới địa luôn. Xuống. Má đi về nó rã hại giò. Bắn thấy nó lẫm kìa. Xa đủ chạy đi lượm mà chạy lại nữa rồi đi đi rồi phải dí theo nó. Đệ tử tao lên đủ muốn đi lượm chim với tao mà nó mới đi về lò mũ không đi. Đó à, cái mày rồi quanh lại cử xe nữa. Cử xe theo nữa. Không, nó tốt lại bắn cũng mau chứ không có đi xa luôn. Không có xa đâu, tôi đứng chỗ đó mà. Tốt máy cũng tự bay lại à. Dạ. Để mà mình kiếm như có đâu. Kiếm được con. Ừ, bắt cái máy tốt lên tự lại à. Ừ. Mà phải đi sáng sớm kìa, sáng sớm nhiều hơn. Nó lội kiếm được con này, nó đã dò luôn. Nó chạy. Chạy cái mình chạy. Rồi đi vô quỷ vậy, má nó chạy. Quất chạy xe không, mở bàn thử. Còn máy luôn. Thấy con đầu tổng, con đầu tổng thấy luôn. Sau ca là thấy thầu quất là thấy ớn liền luôn. Sát thủ hả? Thấy sát thủ rồi, thấy bể rồi. Nói chung bắn á, mấy là bắn quân á. Bắn quân là trúng không quân nào sống. Kiều Phong, Kiều Phong nào không thấy quất đặt nạn với đặt bi cũng ủng hộ nha. Có dòm coi thì cũng ok nha. Hay quất bắn thượng xạ quá, cho nhớ cho nó like liền. Cái nào không của Kiều Phong nè. Con bớm xinh nha anh em. Nó không có mà làm nên chị gì về thế này cho nổi. Làm gì làm ấy đụng mẹ tôi la cho ông quốc rồi. Quay gì đâu mà để lên cái bụt lụm bụt lụm nè. À cũng cho dương bi nè. Bấm đại cho nó một cái là vô luôn, tao chết luôn. Đừng nào nó xó thôi. Chỉ nó làm gì? Nói vậy nó biết rồi. Mà nói vậy nó là mày đã biết rồi. Ví dụ như giờ đăng ký cho mày cái là mày có suốt vậy đó. Ví dụ như ông đang clip lên cái mày bấm lại giống cái vậy á. Mày bấm mấy bấm như 8 cái cường cái lên luôn nè. Mày đóng lên luôn nè. Đóng đây phải không? Mấy clip cũ của tao ổng rồi mày coi kìa. Coi này clip là bữa đó. Nè nè, bữa đi nhậu đây nè. Bữa nhậu với mấy người. Xin chào tất cả mọi người. Chúng quay trở lại với kênh YouTube của
8 cường vlog đây. Cái này like nè, mày thấy 4 người phải không? Mà chọn cái vô 5 người nè. Ha. Con này đăng ký nè, đăng ký vào, bấm đăng ký nè. Rồi bấm chuông cái nữa. Rồi mày chịu tao đăng lên tự nó báo mày. Mày biết chia sẻ không? Đang làm cái gì chia sẻ không? Chia sẻ cái bố không? Chia sẻ đâu. Chia sẻ không? Chia sẻ không? Mày có cái bố không? Bố mày bố nào? Này tự đăng luôn à? Bố bố không? Bố bố. Mày muốn nhóm mà? Không, thua chân lẻ loi. Từ đâu có cài đốm đâu. Một ly rượu. Uống chừng nào mà hết mồi. Mẹ một cái mày một ly rượu mình chỉ mồi cái này là mình thịt nào mày ăn hả? Thịt chừng nào mày ăn hết này. Đây em để dưới bếp và đóng dưới nữa kìa. Nó hầm rồi. Cái này bữa nay 2-3 lần sai màu luôn chứ. Chủ yếu nhậu lớn lớn rồi. Tôi điện lên đệ nó giảm gì chưa, coi tỉnh chạy ra cho. Má nó cái tiền này mà có nó mà cho nó làm ai nó an toàn là lòng mè không cu không cái đó làm xiên lấy ngon lắm chứ cu nướng mọi mà cái này ăn cái đó mà. Ủa nè chịu nói rồi mẹ vũ quận đi chuẩn với đánh dơ mày bữa nào đánh đi đi rồi rủ tao đi quá. Mà tao đi gần đây, tao đi dừng tiếng hồi về tao không đi lâu nha. Vậy là không được đâu. Đi vô đó không được đâu. Tao nói đi vô đó là không được. Chứ đi cả ngày với mày. Đi phải mấy tiếng đồng hồ nội ơi. Tiếng chỉ vậy. Tôi đi một buổi đó. Anh đi rồi, tao đi về, anh đi đúng là buổi. Chưa, nắng quá. Quay lâu rồi, quay từ mấy giờ rồi rồi. Mấy giờ rồi hả? Bây giờ là có lúc có vô uống như nó cái anh em ơi. Rồi lúc anh vô đấy. Không, anh mới uống nè. Xin rồi uống mày uống cái này, đâu có được. Thôi giờ em ăn luôn đi. Rồi cũng được đi. Đi quận luôn ha. Rồi. Còn mấy em mình nhà gần đây không? Gần. Cái này của nó nè. Của nó. Ôi, từ. Của nó tạo ra đó. Cái này chắc là ba ly rồi chỗ kia ra. Rồi giòn. Thì bắn ba bốn lắm. Ăn đều bơi được ba bốn gì ăn đi mà quá màu cái lớn gì. Đó là anh em sang hoài mà. Vô nút. Cháo mạnh đi. Mạnh kẹp rau. Giòn. Cái này quá giòn rồi. Có queo luôn rồi. Giòn nhà mới ngon chứ. Giòn nó rõ. Cái thùng miệng cục quá. Cái này là đi bắn hả? Đúng rồi. Bắn á. Bắn gì bữa nay bắn bắn tôi ăn mạnh chút qua còn đi mua cái luôn tôi ăn kiểu này chắc bật ngựa tôi quá ăn ngựa ăn đi mà đi mà bắn mà cọc quá canh không có được cái ly tới đâu rồi tao ăn rồi tao mới uống rồi mới uống rồi tao ăn đi mới uống vậy đánh nó ai thôi bắn có dừng qua nhà ông sáu rồi làm gì đây tao bệnh quá bắn cái đất mà ngon nóc ngon ngon mà anh em tôi ăn uống nghe từ nào hôm nay nó chơi chứ hôm nay có 3-4 năm rồi đó mấy cho anh mấy con chim một con cốt hoặc này kia cái này nói chung là cũng gì chim anh chưa ăn luôn hả chim ăn rồi mà nay 3-4 năm rồi mình đâu có ấy đâu toàn là chim nuôi chim kia thì có chim sống ăn không hả? Ăn chim chín chim chín chứ chim sống không ăn hả sống không ăn được dạ. Em này xin lỗi em nghe khi nào em mày không cần chim sống đêm nào cũng ăn hết mà nói sao không ăn quay bọn nó điên nó khùng nó tào lao mà chạy mạnh lên nút vô rồi ăn phụ cho hết ăn cho mình từ cái gì sư phụ xe đạp từ xưa giờ nay còn làm không quay ngày đầu trọc quay đầu trọc quá vô rồi vô trọc cái đồng này đá rồi béo gì nữa thêm cái đàn hai mấy cái đầu này giữ giống à tôi ăn làm gì làm cho đụng cặp ha đúng rồi con bì cái mày đầu đầu có đâu không được rồi mày xem ngồi chơi quá được rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi trên tròn mâm trên tròn đẹp mâm không tròn không đẹp để cho con bướm nó bướm sinh ăn rồi thưởng thức đó bướm sinh cho bướm sinh ăn rồi hút mặt hút đầu hút răng mặt đâu hút gì hiểu chưa mày trời anh á thì tôi đưa thử đi còn không ấy thì anh sợ anh gian anh chế đi cái tôi tém này là mới uống mà mới uống tới nhật chứ sao tới tao
Nhưng không sao chứ. Không, hồi nãy là tới anh Cường anh bỏ qua. Qua là qua, tao không xong rồi. Tao uống rồi cho anh. Mẹ em mình chơi tiếp theo luôn. Mẹ đi còn bắt nhạc cầm ca nữa. Điên khùng quá, hồi rất nhiệt nữa. Cái này ca bữa anh đã nè, má không phải không ca. Ăn nhậu nãy giờ ấy giờ nó muốn qua ca hát này nè bạn. Anh em cũng giao lưu vui vẻ ca hát anh em mình nha. Tìm khách sạn giá rẻ. Em thấy hay thì nhớ cho mình một like nha. Nãy giờ anh em ăn nhậu cũng vui vẻ anh em ơi. Giờ mình kết thúc video này. Anh em thấy hay thấy vui thì nhớ cho mình xin một like nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người clip sau nha. Chào anh em luôn. Hẹn sau nha. Chào. Bye bye.